Chỉ có hơn 2 tiếng là đã thi công xong hoàn toàn cái phần hoa này đó. Mọi người nghĩ có áp lực không? Thật ra cái nghề này không phải là muốn áp lực, là muốn áp lực đâu. Công ty của bạn phải có năng lực, bạn thấy không? Nhà hàng cho vô chỉ có 2 giờ. Từ lúc mình đăng clip lên cho cả nhà mình coi, bây giờ là 4 giờ rưỡi, nghĩa là hơn 2 tiếng thôi đó. Là bên mình đã coi như là phần xong cơ bản như thế này rồi. Cho nên cái nghề này nó áp lực, mong mọi người thông cảm, là bởi vì tụi mình là những người mang lại những cái sản phẩm mỹ thuật, mà đặc biệt là dù cho có thời gian đi chăng nữa cũng sẽ không có chuẩn bị được. Hoa tươi mà, nó có một cái khoảng thời gian nhất định nào đó thôi, chứ đâu phải mình muốn là được đâu. Cho nên là nhiều khi mọi người coi mình chia sẻ những clip hậu trường thì mong muốn mọi người có một từ là thấu hiểu, hiểu cho những người làm nghề như tụi mình, chứ đâu phải lúc nào cũng muốn tạo drama hay là tạo những gì để nổi tiếng đâu. Thực ra mọi người nói là Tứ lên TikTok cho nên nhiều người biết. Nếu mà mọi người có biết Tứ cái đây khoảng mười mấy năm thì thật ra không lên TikTok Tứ cũng đã nổi rồi. Tức là Tứ cũng đã kinh doanh rất là tốt và trong nghề thì chắc có lẽ là cũng nhiều người biết. Chẳng qua khi mình lên TikTok thì sẽ viral hơn và kiểu có những cái drama thì vô tình nó làm cho nhiều người biết hơn. Nhưng bản thân mình cũng sợ drama lắm, không thích đâu. Cho nên là dần dần mọi người thấy dạo gần đây mình không có chia sẻ quá nhiều về thông tin tiệc hay là chủ tiệc, mà chủ yếu là mình chỉ chia sẻ những góc độ trong nghề của mình. Và dần dần mình sẽ khép lại cái dự án gọi là chia sẻ hậu trường nghề trang trí cưới, giống như là cho mọi người biết nhân vật đó là ai. Dần dần mình sẽ giảm đi và thay vào đó mọi người thấy những cái vlog cá nhân của mình, từ việc đi du lịch cho đến chia sẻ những kiến thức hoặc là những cái môi trường mình trải nghiệm. Nghĩa là mình cũng sợ áp lực cho mọi người. Nói chứ cũng 30 mấy tuổi và cũng lớn rồi, chứ không phải là muốn để lên đây để mọi người nói thằng này thằng kia. Cho nên bản thân mình cũng không muốn. Mà khi mà khép lại thì mình không biết làm gì để cho nó vui. Cuộc sống mà, nó có những thứ gọi là niềm vui. Nhiều khi ngồi làm từ sáng đến chiều nó không mệt. Ngồi edit một cái clip xong nó cũng không có mệt đâu. Quay lên cho cả nhà coi nó rất là vui. Nhưng mà tự nhiên đọc một cái bình luận tiêu cực hoặc một cái lời nói nào của một bạn nào, tự nhiên cảm thấy tổn thương vô cùng. Thiết nghĩ là trong cuộc sống này nó có những cái điều mà làm cho chúng ta vui và hạnh phúc. Tại sao mọi người cứ chọn những cái lời cay nghiệt và dành cho nhau, đúng không? Cuộc sống á, người ta nói là vô thường đến bất kỳ một lúc nào. Hãy thương nhau khi còn có thể, đến lỡ một ngày ta không còn thể thương nhau. Mình không biết là mình làm cái gì mỗi lần đăng lên thế nào mọi người nói thằng này thằng kia, nghe cũng buồn chứ. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng cảm ơn một số anh chị là thường xuyên xem clip của mình rồi. Coi giống như là một cái kênh chia sẻ về hậu trường để mọi người cảm thấy đó là một cái động lực, hoặc là mọi người thấy đó là một cái niềm vui. Đôi khi nó là một cái kiến thức mà mình có thể chia sẻ cho mọi người, đâu đó có những cái góc mà mình chia sẻ rất thật lòng. Mong cả nhà sẽ luôn yêu thương và đồng hành nha. Dù cho sau này ví dụ như